Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên cầu Hậu Giang, quận 6 đây, đường Hậu Giang. Nếu từ hướng này gia đình chúng ta đi thẳng luôn thì sẽ ra chỗ bến xe miền Tây ha, ra quốc lộ 1A. Còn bây giờ thì em Ri sẽ vòng lại dưới dạ cầu để dần ngược lại cái đường Hậu Giang, do đây có lương chính giữa rồi. Đó thì để gia đình chúng ta xem khu vực vòng vòng bên chỗ Chợ Lớn này thì như thế nào ha. Rồi buổi sáng ngày hôm nay thì lượng xe thì cũng khá là ít. Thấy đường xá giờ thì khá là vắng ha. Có một cái cô bán phở nãy giờ mà bên đường thấy sáng mà ngồi khều bốn chân không, gọi là tước bốn chân không thì chết rồi. Bán quán phở mà sáng mà nhìn không thấy một khách nào luôn. Rồi ngồi gọi là măng mê với những cái móng chân của mình đó, không hiểu luôn á ha, kinh doanh mà nhìn thấy nản quá đó thì ghi nhìn thấy vậy vô tình thôi, nhưng mà nhìn thấy vậy chắc cũng không dám ré vào ăn đâu nếu trường hợp đói bụng đó. Thì nhìn đây dưới dạ cầu này thì trước giờ khi chưa có đi, cho nên là đi dưới chỗ dạ cầu Hậu Giang gia đình chúng ta thấy có gì khác không ha. Khu vực ở đây thì mình thấy là quá trời luôn rồi, lộng gió ở đây khá là mát, tình hình kinh doanh của bà con thì thấy cũng lèo trèo, cuộc sống gọi là bấp bênh đó. Thì nhìn những cái hoàn cảnh này nè, thấy cũng khá là buồn luôn. Kinh tế đến quý 2 năm 2024 rồi mà tình hình kinh doanh buôn bán của bà con với những cái tuyến đường mình đi ra mà thấy được đó thì khá là buồn, khá là vắng. Còn những cái mảng khác, những cái ngành nghề kinh doanh khác mà có thể mình không có tiếp cận trực tiếp được, giống như là buôn bán kinh doanh ngoài đường, thì có lẽ là Ghi cũng không dám bình luận, tại vì như vậy thì bình luận nó cũng không chính xác đó. Thì đi mình thấy nè, đây dưới dạ cầu ha đó, thì để Ghi sẽ vòng lại đường Hậu Giang để gia đình chúng ta vào chỗ khu vực trung tâm chỗ Chợ Lớn xem tình hình kinh doanh của bà con thì có gì khá hơn không. Đây thì thấy là nước mía ha, nguyên chất từ 8.000, 7.000, cái giá cũng rất là mềm. Thường thường thì uống đi nước mía nó khoảng 10.000 ha, nhưng mà ở đây mình thấy đó, giá nó bèo nhèo như vậy đó mà vẫn không thấy người mua, rất là vắng luôn ha. Ở đây thì có một cái cửa hàng xe gắn máy của anh Phương rất là lớn này đó, nhưng mà cái giai đoạn này mình thấy đó, gần như luôn ha, kinh doanh xe gắn máy thì coi như là ế dữ luôn, do bây giờ thì kinh tế khó khăn. Không có ai mà có nhu cầu mà đổi xe mua xe mới gì nhiều đó, thì cái cửa hàng xe máy thì gần như là chịu trận. Và Ghi thấy là như là bên đoạn đường Nguyễn Tri Phương quận 5 ấy, thì cũng có nhiều cái cửa hàng xe máy gọi là trụ không nổi nữa, người ta cũng dẹp tiệm luôn. Nó khó khăn trăm bề trồng chất ở giai đoạn này rồi. Nhìn xung quanh hàng thì sáng mở ra rồi chiều dọn vô đó thì ế mà gọi là ế dữ luôn ha, ế từ ngày này sang ngày kia luôn. Nhìn đây một cái dãy tiệm vàng cũng không có thấy khách vào luôn, chậm quá trời chậm rồi, xe thua tơi tả hết đó. Mình thấy tình hình kinh doanh của bà con thì gần như luôn, giai đoạn này thì ai cũng vậy hết trơn, mở ra bán nhưng mà khách không biết giờ dụng từ là khách đi đâu hết trơn rồi. Nó thời trang đâu, nguyên cái dãy này thời trang là thấy chịu trận rồi, giờ tiền không có ăn nữa, thời trang đâu mà sắm sửa mà xe xua, hơn nữa là bây giờ ru rú luôn mà đâu có tiệc tùng gì nhiều như ngày xưa đâu, mà mỗi lần đi tiệc là phải mua cái áo khác, cái quần khác ha, sắm bộ đồ khác. Còn bây giờ thì nhiều khi là nhìn tới nhìn lui nhìn hoài không thấy tiệc nào hết trơn, bây giờ là khó khăn quá, hạn chế nên là tiệc tùng rồi cũng không dám làm nhiều nữa. Đây là ngã tư ha của Hậu Giang với Minh Phụng, tôi sẽ đi thẳng đường Hậu Giang luôn để gia đình chúng ta cảm nhận được cuộc sống của bà con, nhịp sống của bà con ở khu vực Chợ Lớn này như thế nào. Đó thì đường Hậu Giang thì phải nói là một trong những cái tuyến đường đẹp rồi, thấy đường rộng mênh mông, vỉa hè thì siêu đắc địa luôn, phải nói là nhìn quá đã đó. Thì nhưng mà bây giờ thì đây là những cái cửa hàng thời trang như là Việt Tiến đồ thì cũng vắng, gọi là vắng eo xèo ăn phước rồi, coi như là thời trang là những cái thương hiệu lớn luôn, bây giờ là cũng phải gọi là chịu trận luôn, chết nga chết nhắc luôn, chứ nói chi là những cái thương hiệu nhỏ ha. Đó, thì đi đâu mình cũng thấy một cái hiện tượng chung là vắng đều, rất là chậm luôn tình kinh doanh của bà con. Ngay khu vực này phải nói là sầm uất cả ngày cả đêm luôn, và kinh doanh phải nói là rần rộ rộ, nhưng mà bây giờ thì cũng chịu trận hết rồi. Bây giờ thì khó khăn nha, sáng ra thấy đây một cái xe bánh mì xíu mại luôn ha,
nó thì bán bánh mì xíu mại, bánh mì thịt heo đồ đủ nè, đó khổ gì nè. Rồi lâu lâu mới có một khách vào, thấy kinh doanh giờ khó khăn trăm bề luôn ha. Còn cái quán hủ tiếu mì trong thì vắng tanh luôn, không có ai hết trơn. Nó đi để cái gia đình chúng ta thấy được là bây giờ là dùng một từ là khó khăn thôi. Đây thì sáng mình thấy có một cái quán cơm tấm nữa, quán cơm tấm thì cũng chịu trận nữa. Đó, làm sao mà có khách mà mặt bằng thuê kiểu này mà khách mình leo hoe kiểu này sao mà sống nổi. Vắng vẻ gọi là thua mà thua đủ kiểu luôn ha. Rất là buồn cho tình hình kinh doanh như thế này. Nó đi vòng vòng mình thấy nè, trời chỗ nào nó cũng ế hết trơn. Đó thì chợ lớn là một trong những cái khu vực gọi là đắc địa rồi, siêu vip rồi. Nhưng mà đi một vòng thì mình mới thấy được là chưa thấy gì hết, tình hình rất là chậm luôn. Đó, những cái quán cà phê mặt tiền rồi nè, mở ra mà không có khách, ế chỗ này thì sao chịu nổi. Vắng quá trời vắng luôn, nó tè le học me hết trơn rồi. Quá trời luôn, giờ thật sự mới nói cũng muốn kiếm cái gì đó nó sôi động, nó rần rần rộ rộ ra để mà cho vui cái hào khí không khí lên một xíu. Nhưng mà mình nhìn kiểu này nè, mình không biết là bây giờ là tìm chỗ nào gọi là cho nó đông luôn nữa. Đây nè, lại là bánh mì xíu mại nữa. Bây giờ mình thấy đó là ăn vặt ăn nhanh là nhiều thôi, đâu có ai mà dám mở cửa hàng ra bán. Tại vì thuê một cái mặt bằng ra mở một cái tiệm ra là mấy trăm triệu, rồi thuê mặt bằng là giá thuê tháng là mấy chục triệu nữa. Mình thấy đó là rồi vậy rồi buôn bán lèo xèo vậy đó, khách thì ngày có ngày không, lúc có lúc không thì đâu có đủ chi phí đâu. Cho nên là từ từ nó cũng đóng cửa, nó phá sản gần hết. Nó có những cái tiệm mà ăn giặt nhanh gì nè, cái bánh mì rồi nè thì mình thấy được hơn ha, có thì dễ tiếp cận hơn. Đó thì mình thấy đây có một cái cơ sở, có một cái quán rất là lớn luôn nè. Đây bún quậy Phú Quốc ha, quá trời nổi tiếng luôn. Tâm nè, bún quậy Sài Gòn 5 nè ha, bún quậy Phú Quốc nè. Đó, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy không có chiếc xe nào đậu trước cửa luôn, mà có một chiếc xe mà thôi, có duy nhất một khách thôi. Đó thì mở một bằng ra vậy là gọi là ôm hận luôn rồi, ôm hận dữ luôn chứ không phải ôm hận bình thường nữa. Đó, quá trời đắng luôn thấy không. Bây giờ mở cái quán ra, đầu tư cái quán ra là coi như là đắng ngét luôn, không có khách. Đó thì lỗ mặt tiền mặt bằng thì quá cao, cho nên là lỗ rất là nặng luôn. Chính vì vậy mà rất là nhiều cái quán rồi bây giờ là ra đóng cửa phá sản, đã bỏ chạy hết. Đó thì chuyển sang bây giờ là trong quán thì bán ăn không nổi nữa thì bán hàng rong thôi. Đó nên là dạo gần đây thì kể cả đi từ quận 1 nè, quận 3 đồ đó thì mình thấy là hàng rong cũng rất là nhiều. Trong khi là những cái quán phở hủ tiếu Nam Vang đồ đó là những quán mà người khách người ta trước đây người ta rất thích ăn, nhưng bây giờ biết đâu là dẹp hết trơn rồi, dẹp mất tiêu hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn những cái hàng ăn vặt 15k 20k 12k trên đường thôi. Đó thì những cái quán phở bò rồi đó, ăn là ghiền, phở ghiền nè, rồi cơm gà Hải Nam rồi nè, những cái thương hiệu rất là nổi tiếng nè. Mà không biết bây giờ là đi đâu hết trơn rồi, kể cả nhân viên khách sạn đi lộn, xin lỗi nhân viên ngân hàng. Đó ngày xưa là nhân viên ngân hàng là mặc đầm mặc quấy rồi là ở trong phòng làm việc, trong máy lạnh, không có làm gì có ra đường mà ngồi trước cửa như thế này. Nhưng mà giờ vẫn ngồi đó, vô bắn cũng không có khách, ra nghiến lại nghiến qua nghiến lại coi có khách hay không. Đó, kể cả nhân viên ngân hàng mà nhân viên văn phòng đó làm giờ cũng không có việc làm luôn, cũng không có khách để mà làm luôn nữa. Khó khăn ha, thấy những cái hoàn cảnh như vậy thì thấy gọi là đượm buồn luôn. Cho cái cuộc sống bây giờ tình hình gọi là teo héo hết rồi. Những cái cửa hàng bán đồ nhựa rồi. Khi mà kinh tế mà sôi động phát triển á, thì cái sức tiêu thụ, sức mua của bà con rất là mạnh. Còn bây giờ thì nó eo xèo rồi. Mình thấy là những cái hàng này chất đóng, sáng dọn ra, chiều dọn vô, không có người mua luôn. Đó mình thấy là rất là buồn ha. Những cái cơ sở kinh doanh mà gọi là ngon lành cành đào đó, thì bây giờ nó cũng teo héo đủ kiểu luôn. Bán chỗ này thì không biết phải nói làm sao luôn. Đó, đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận. Bây giờ thì những cái sức sống của những cái quán, cái sức ăn người ta không có, thì kinh doanh chỗ này đây thấy nè, sức sống của ta không có thì làm sao mà kinh tế phát triển được. Teo héo hết rồi, eo xèo hết rồi, nhìn đường thì nó vắng rẻ tả tơi luôn. Đây là nhà thuốc ha, Phật Ma Si đây, hay gì Happy Phật Ma gì thì cũng gọi là đóng cửa luôn, gốc quá trời đẹp luôn. Bây giờ thì cũng bỏ chạy hết rồi. Tôi thấy cái hiệu thuốc tây này là đóng cửa lâu lắm rồi đó, chạy ngang là thấy đóng cửa không à. Đó, tình hình kinh doanh thì gọi là bớt, nếu không dùng từ là quá bớt luôn.
nếu đi một vòng thì mình thấy là Sơn Công Nghệ thì như là góc đường nào, ngã ba, ngã tư, ngã năm hay là chỗ nào cũng thấy, bên kia cũng vậy nữa. Đó thì xốp sang xốp hoặc cho thêm một bằng luôn rồi. Không, thấy bây giờ là đi nước đôi luôn đó, sang xốp được càng tốt, không sang xốp được thì cho thêm một bằng, tức là sang lại cái mặt bằng này để mà đỡ mất tiền cọc càng tốt, đường nào cũng được hết trơn. Mình thấy là quá quải rồi trong cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này luôn đó, thì kinh doanh mà trụ không nổi mà. Và cái tình hình này thấy rất là nhiều rồi. Đường Bủ Đình đây, đường Bủ Đình là một cái đường gọi là cũng khá là rộng, rất là lớn nè đó, nhưng mà mình nhìn vào đó, nó vắng tẻo đồ teo luôn mà. Nhìn một cái con đường mà nó vắng như vậy thì làm sao mà kinh doanh buôn bán được cái gì. Nên là chậm, tất cả có một cái từ thôi là chậm, mà chậm quá luôn, chứ không phải nói là chậm vừa chậm dữ nữa. Đây quá trời, mình thấy những cái mặt bằng ở đường Hậu Giang này, những gọi là mặt bằng vàng không đó, mà bây giờ kinh doanh chỗ này thì thật sự mà nói cũng chịu luôn, chứ biết sao bây giờ. Đây có cái anh này, anh chạy với xe điện. Không phải xe điện này, chắc là của chủ cái bên rồi chứ không phải của ảnh đâu. Rồi ảnh đi cái lang thang đó, tại vì nhìn ảnh gọi là kiểu này thì làm gì mà có chiếc xe điện sạch chị được nữa. Không phải mình đánh giá ra qua cách nhìn, nhưng mà mình phân tích ra thì cái xe này xe của cái tiệm kế bên, của bên nhân viên trong quán. Còn anh này thì anh ngủ, trời ơi, gọi anh đi bụi á, khó khăn không? Mình thấy đó, bây giờ rất là tội. Tại vì đi bụi là có thể là những người già rồi, người ta lao động không nổi, người ta không có tiền, có thể là người ta ăn xin rồi, người ta ngủ vỉa hè, ngủ bờ rồi. Ri thấy rất là thông cảm. Nhưng mà với một cái anh trai mà cường tráng, sức khỏe, lưng dài vai rộng gì mà đi bụi thì thật sự mà nói thì trước hết là thấy hoàn cảnh ta khổ, mình cũng đồng cảm và mình thương, nhưng mà cũng rất là giận. Tại vì sao? Tại vì thanh niên cường tráng, lưng dài vai rộng như vậy thì cũng phải là có một cái sức lao động rất là tốt rồi, dù hoàn cảnh như thế nào thì cũng cố gắng lao động để có những cái đồng tiền, thứ nhất là nuôi sống bản thân mình hoặc là phụ giúp gia đình. Nhưng mà phụ giúp gia đình thì trường hợp này có như là không khả thi rồi, nhưng mà ít ra thì cũng phải nuôi sống được gia đình mình để đỡ gánh nặng cho xã hội. Chứ mà gọi là buông bỏ tất cả mà cuộc sống mà không vượt lên và đầu hàng với số phận để cho dòng đời nó trôi như vậy thì cũng rất là buồn ha, cũng rất là giận anh thanh niên này. Nhưng mà nhìn thấy cái hoàn cảnh chúng ta khổ thì thật sự mà nói thì mình cũng rất là thương, cũng rất là đồng cảm, nhưng khó khăn đó thì thật sự mà nói thì trong xã hội có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm, không thể nào phân biệt đúng hay là sai. Giận thì giận mà thương thì cứ thương thôi, chứ biết sao bây giờ. Đó thì gia đình chúng ta thấy ha, quá trời luôn, cuộc sống gọi là đủ kiểu eo xèo luôn. Đi để gia đình chúng ta thấy tình hình nó thực tế, mỗi ngày nó mỗi khác. Có nhiều anh chị nói là bây giờ nó vắng, nó ế là cái chuyện bình thường, nhưng mà ế thì sao, vắng thì sao, ở ngoài đường mỗi ngày nó mỗi biến đổi, mỗi ngày mỗi khác. Rồi cho nên là Ghi phải cập nhật thường xuyên cho gia đình chúng ta những cái hình ảnh mà chân thật nhất. Thường thì gia đình chúng ta sẽ thấy rằng là Ri sẽ đi một cái đoạn đường, Ri sẽ quay vậy, và không tắt máy, không cắt ghép, không có gì hết. Thì trên đường gặp cái gì là đi nói cái đó, đông là nói đông mà vắng là nói vắng, chứ không có chuyện mà dựng chuyện rồi tạo hư cấu câu chuyện ra theo cái ý của mình rồi cắt ghép để mình đưa lên theo cái ý muốn của mình. Còn đây thì không có, Ri muốn cái gì nó phải là thực tế nhất, nó phải thật nhất. Đó thì quán bún riêu đi, bún riêu cốp mỡ, nghe nói là mọc giòn nữa thì nghe nó quá đã rồi. Đó là quá trời quán lớn luôn không, khủng khiếp luôn không, mà bây giờ một khách cũng không có nữa. Trời, đầu tư cái quán như này thì gọi là lỗ sặc máu luôn đó, đó gọi là ôm hận luôn rồi. Biết làm sao được, cuộc sống khó khăn. Đây, những cái tòa nhà mà đáng ra cho thuê là 400-500 triệu một tháng nè, đó tòa nhà bự khủng khiếp, dài khủng khiếp, mà bây giờ mình thấy đó, dán bản cho thuê tà le học me chứ đâu có ai thuê đâu. Tại vì thuê thì đâu có tiền đâu mà trả cho nổi, kinh doanh giờ nó eo xèo, đơn hàng thì nó vắng đó. Thì mấy anh xe ôm công nghệ cũng tranh thủ ngồi đó để mà gọi là tránh nắng đó. Tránh nắng để gọi là chờ khách thôi. Cái tình hình bây giờ gọi là khó khăn trăm bề rồi đó, Hành Thánh rồi 30k nè đó, thì bây giờ thấy chị đó cũng gọi là teo héo hết trơn rồi, kinh doanh bây giờ gọi là chậm đủ kiểu luôn ha, rất là vắng, rất là buồn luôn. Những cái hoàn cảnh kinh tế như vậy đó, gia đình chúng ta nhìn gọi là đau luôn ha, gọi là quá đau luôn, chứ không phải đau bình thường nữa. Đó thì càng ngày thì càng khó khăn rồi, kinh doanh thì càng ngày càng chậm và bớt xê lết luôn. Đây
để ghi chụp lại cái tấm hình này xem đây quá trời đó thì vắng quá trời vắng ha. Đó thì đây nè, để gia đình chúng ta thấy được là cuộc sống của bà con thì bây giờ như thế nào ha. Đó tiêu điều hết trơn đó, thì đi để gia đình chúng ta cảm nhận được là tình hình bây giờ đó. Thì bây giờ không biết làm cái gì, cái người mà bán lớn thì cũng lỗ mà bán nhỏ thì cũng lỗ đó, thì bán hàng rong thì cũng cuộc sống gọi là bớt xi lết qua ngày luôn đó. Thì xin việc làm thì bây giờ không có, cầm cái hồ sơ mà xin việc mà đi vòng vòng gặp đi đến chỗ nào nó cũng lắc đầu hết trơn. Lúc trước thì mình thấy những cái cơ sở kinh doanh nhỏ nhỏ gì nè, gọi là ta dán bản là tuyển lao động, cần lao động đầy luôn, còn bây giờ thì thua rồi. Đây nè, đây cả nhà mình thấy nè, hủ tiếu Thái Lan ha, những cái món ăn mà đậm chất Thái luôn nè, những món ăn rất là hot, nhưng mà bây giờ thì cũng rất là vắng. Đi ở đâu cũng thấy tình hình chung như vậy hết đó. Te tua tơi tả bớt xe lết, nhìn mà không thấy mùa xuân luôn. Thật sự mà nói xuân không biết là như thế nào. Cái xuân 2023 thì gọi là cũng là một cái mùa xuân gọi là nhiều bà con gọi là ăn Tết cái dạng là chùm mền rồi, 30 rồi 11 rồi là xong, coi như là hết Tết rồi, hết tiền rồi, không có ăn nhậu không chơi bời gì nhiều hết trơn. Mình thấy đó đây bún chả, bún cá Châu Đốc nữa nè, đó là những cái tiệm những cái tiệm mà mình thấy là kinh doanh hoành tráng vậy đó. Đó thì nào là túp pin đồ đầy luôn ha. Đó thì giá 45k, mình thấy đi, sáng mình vô một cái quán tô bún cá Châu Đốc nè, ăn 45k thì tiền đâu mà ăn, ăn sao nổi mà ăn. Đó thì vắng là phải vắng thôi. Bây giờ thì ăn lỡ ổ bánh mì 15k đi cho nó đỡ đi, còn để dành được 30k đổ xong xăng chạy cả ngày, hoặc là để tiền đó thì cho con đi học thêm, hoặc là cho mua bánh rồi về cho con ăn nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn rồi, cho nên là tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Thật sự mà nói thì ông bà ta có câu mà khéo ăn thì no, thiếu co thì ấm thôi. Cái thời buổi này mà vô mà sáng mà ăn sáng cho bún cá mà 45k tiền đâu mà ăn, ăn sao nổi. Cho nên là bây giờ là thời đại của hàng rong nổi lên, tại vì nó phù hợp với nhu cầu của bà con. Bây giờ mà ăn sang chỗ này thì không biết sao luôn ha. Và clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.